Xin chào anh chị nha thì đây là một vài những cái mẫu sản phẩm liên quan đến tầm size 30. Chúng ta sẽ có một vài cái sản phẩm sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên của Uniqlo nhá. Với con này của Uniqlo thì chúng ta sẽ có cái tác Uniqlo ở bên trong này và tông màu con này cũng là một tông màu giống y như trong clip này. Đằng sau thì có hai túi nhá. Với sản phẩm này thì sẽ là cái form suông và chúng ta sẽ có đây là một chiếc quần size 30, bụng là 80, chiều dài là 102. Đùi chiếc này sẽ là đủ chiếc này sẽ là 32 và ống chiếc này sẽ rơi vào 25 nhé Nói chung con này sẽ là cái form kiểu form nó to phần đùi và xuông xuống bên dưới đó cái form Uniqlo sẽ có kiểu này và chất con này sẽ là chất không co giãn sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có một con của Rockhold sẽ có một con là rock house đây anh chị ơi con này cũng là một cái mẫu rất là mới và rất là đẹp đây mặt đằng sau của chiếc quần nó sẽ là như này nha anh chị nhé mặt đằng sau nó sẽ có con quần này sẽ có một vài những cái chi tiết nó khá đồng đội, đồng điệu kiểu nó như vậy và với sản phẩm này thì thành đồ si sẽ thấy rằng là cái uh, chất của nó cũng là chất kaki không co giãn và độ mới con này còn rất là cao đây sẽ là uh, một chiếc quần size 30 nữa bụng là 80 chiều dài 101 đù chiếc này sẽ là 30 và ống chiếc này là 21 anh chị nhé và ở bên dưới này thì anh chị có thể là nếu chúng ta sắn cái phần gấu lên một tí thì chúng ta sẽ có cái form nó kiểu như vậy đó anh chị thấy không nó sẽ cái kiểu như vậy nó khá là điệu điệu đấy và sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một cái uh, chiếc quần khác con này tính là jean cũng được mà tính là uniqlo à, tính là kaki thì cũng không sai cái chất vải con này nó là la, la ná ná nhau đó và với sản phẩm này chúng ta sẽ có mã uh, Chúng ta sẽ có đây là bụng là 80 Tương đương size 30 Chiều dài chiếc này là 90 nhé Ống chiếc này sẽ là 16 Và đủ chiếc này sẽ là 26 Con này thì là cái kiểu form uh, form skinny rồi Hơi hơi skinny rồi Con này thì áng chừng cho anh chị nào Khoảng 1m64 đổ xuống Thì sẽ có thể mặc ok nhé Sản phẩm tiếp theo thì sẽ có một cái sản phẩm khác Con này cũng là form skinny Form con này cũng là form skinny này anh chị này Con này là sẽ đến từ thương hiệu Gu nhé Với sản phẩm này chúng ta sẽ có Đây là bụng cũng là 80 Chiều dài là 101 Ống sẽ là 20 đùi sẽ là 27 Và ống là 16 Với con này thì form sẽ là form skinny Và chất là dòng chất co giãn tốt nhé Màu uh, kaki cũng rất là đẹp luôn Và sản phẩm tiếp theo thì uh, sẽ có một con của Edwin con này gửi gần như là mới luôn anh chị ơi con này thì giá nó sẽ đắt hơn một tí khi con này sành đồ chị đang bán với mức giá đó là 500k cho cái sản phẩm này nói thật sự thì con này nó gần như là mới luôn và Edwin cũng là một trong thương hiệu thật sự rất là đẹp luôn lúc nào nó cũng đẹp và bền và đây là một sản phẩm y như vậy với con này thì em sành cũng vừa mới mở ra luôn thôi và chưa có đo đạc gì bây giờ sẽ trực tiếp đo cho anh chị xem này con này thì uh, áng chừng là cũng khoảng size 30 Khi thấy thông tin ở trong này nó cũng ghi như vậy uh, Con này thì bụng sẽ là 80 anh chị nhé Bụng con này sẽ là 80 nhé Và chúng ta sẽ có chiều dài con này Chiều dài ông quần đo trực tiếp luôn Và với cái chiếc này chúng ta sẽ có chiều dài Chiếc này sẽ là 108 Anh chị nào thích thì về tự sửa nhé Và ống của con này thì chúng ta sẽ có Đây là phần ống là ống khá là rộng khi con này là dáng xuông ống chiếc này sẽ là 22,5 nhé với sản phẩm này thì là 500k nó hơi đắt một tí nhưng mà đắt ra, sắp ra miếng hoặc là anh chị cũng có thể lựa chọn con này của Burberry con này thì giá con này là rẻ hơn một tí là 450k đã bao gồm phí ship con này của Burberry thì quá là đẹp luôn rồi Uh, con này thì khỏi nói nhá tất cả chi tiết bubbly trên này thì khó nói chúng ta nói đến chất liệu con này đi đầu tiên nó là con này thì là chất co giãn nha anh chị nhá với chiếc này chúng ta sẽ có con này sẽ là bụng sẽ sẽ là 79 tính là 80 cũng được anh chị ạ chiều dài chiếc này sẽ là 97 ống chiếc này là 20 và đủ chiếc này là 30 mươi uh, và khi anh chị mua con này sẽ là giá 450k uh, đồng thời em sành cũng bán luôn con này đi kèm đây là một con áo của Burberry nữa Và sẽ đi kèm luôn với chiếc quần này của Burberry uh, Với mức giá là con này uh, để là 250 Nếu mà anh chị uh, mua cả combo này Thì sẽ có giá là 700k cả combo này anh chị nhé Cả combo của Burberry này Và cảm ơn anh chị đã xem hết clip này Một clip uh, hơi tốn thời gian một tỷ